Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mi tên Phát Quả. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay lại với chén đồ hôm cà cao và lóc cuộc sống ở châu Phi. Đấy. Thì như hôm qua là mình có đi mua thuốc sổ dún mọi người nhé. Thì là hôm nay là mình là mời được bác sĩ đến luôn, gọi là y sĩ, dược sĩ đấy, là đến để hướng dẫn cho người dân và các em nhỏ, chủ yếu là hướng dẫn cho người lớn mọi người nhé, để là phá thuốc xong về người lớn sẽ để cho các em nhỏ uống như thế nào cho đúng theo lời bác sĩ dặn cho. Đấy, thì video này là mình làm là làm luôn đấy, vì hôm qua mua thuốc thì xong đó sáu là mình sẽ đăng sau đấy, vì không phải là mình làm là mình đăng liền đâu mọi người nhé, để mình sáu mình sắp xếp mình đăng sau. Còn phá thuốc là hôm qua mình đi mua rồi, hôm nay mình phát luôn đấy, chứ không để lâu nữa, không thể chậm trễ. Thì bây giờ sẽ phát để cho bác sĩ là đứng lên nói vài lời với tất cả người dân. Dạo là vậy, bạn ta là con tụt đây là gì tụt à gì là estamos aquí perante a una organización que na realidade veio aqui para nos dar desparasitante para as crianças. Isso é para a eliminação das lombrigas. Significa que é uma boa ideia, porque toda uma criança, para se sentir bem, ela tem que desparasitar. Tá bonito. De, passando alguns meses, de 3 em 3 meses, a criança tem que desparasitar. E nós hoje trouxemos o membendazol. Tá bem. Esse membendazol aí leva 6 comprimidos. Tá bem. Então, cada criança tá bem. Vai tomar 2 comprimidos por dia. Tá bem. Todas as manhãs, tá bem. A mamãe, o pai dá 2 comprimidos numa criança. Tá certo. Dia seguinte dá mais. No terceiro dia dá mais. Tá. Significa que assim completou a dose. Tá. Seja mais velho como criança, sim, a dosagem é a mesma. Tá. Não foge de regra. Tá bem. Então, assim estamos aqui perante essas crianças nessa aldeia São Rafael. Okay. Para distribuirmos o membendazol em todas as crianças. Tá. É uma organização e nós devemos louvar e podemos dar uma salva de palmas. Tá bem. Aleluia. Eu vou entregar nas crianças, tá bem, tá bem. Mas cada mãe tem a responsabilidade, porque a criança não sabe como é que vai se tomar. Tá bem, cada mamãe leve a mensagem daquelas mamães que não estão aqui presentes, tá bem, para guardar bem os medicamentos. Tá. Amanhã de manhã, às 6 horas ou 5 horas, dão 2. Depois da manhã, mais 2. E no terceiro dia, completam a dose. Tá certo. Está certo, né? Tá certo. Gulitava, né? Gulitava. Essa aqui já tem um ano. Sim. Eu cheiro bem, né? Hoje é hora, aqui, aqui, aqui. Toma, toma, toma. Đấy, trẻ em nó phải có cái này mọi người nhá, không là khóc loạn cả lên đấy. Nói sao đâu vui, bạn nào nói tên ấy sao? Ô, tôi tên nhanh đấy, vì thôi chú coi nhờ. Vài bụi tên ấy sao, nhanh đấy. Tú đu, đai tú đu về. Toma, toma, bulasha, ve. Bulasha, bulasha, olha bulasha, toma bulasha, olha bulasha, toma bulasha, toma, 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 chega, chega, toma bulasha, né? Chega. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quando chegou lá já, ele não entrou lá. Pega aí. A mãe, quanto que tem um ano? Esse pequeno? Agora vai de baixo. Quando acabou a saída? Mati Baruri. Tá bom, tá bom. Dá, dá já. Ok. Já, vai, vai aqui, aqui lá. A seguir. Oxe, cuia! Vem, não foge. Ah, ok. Sei com o nome. Dois? Darica tá doendo. Vai entregar na mãe, ó. Darica tá doendo. Vou entregar na mãe, ó. Vem. Passa aqui. Dois aí. Tá doendo. Vou entregar na mãe, ó. Bem, recebeu bolacha? Recebeu bolacha, não foi já? Não foi já. Dá doer. Vai dar doer. Não chora, né? Não chora. Não digo. Dizem longo lá, mas assim. Toma. Não senti medo, hein? Toma. Você não quer bolacha? Não quer bolacha?
Vem, 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 vem. Chega. Yeah. Vem, vem. Mọi người nhá, thì tất cả thuộc là sổ rú nào cũng phải cho tất cả các em nhỏ đây, là hết mọi người nhá. Đây là từ nhỏ đến lớn là phải hết cả 4 hôm rồi nhá, 4 hôm là có 100 liều thuốc đấy. Trẻ em cũng như người lớn là đều có tất cả. Thì những người nào thiếu thì ngày mai mình sẽ mua lên để sổ rú mà. Còn trẻ em là có đầy đủ rồi. Thì là kèo cũng là bim bim cũng là phát đây. Trẻ em là phải có kèo đấy, tất cả mọi người này. Đây, thế mà tu đùa xỉ tôi đi lại á, nó qua sẵn là đây này, bà thiên ba đúng một hai Việt vời! Cuya! Cuya! Cà phê ba! Cà phê ba! Ê, này, 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 diễn viên chính này. Chính là gì? Nó có mẹ ai đã? Rì, rì! Ô là ai rì? Sora, sora! Rì, 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 rì! Yà! Pizza! Đấy thì video hôm nay là mình là như hôm qua là mình có mua thuốc sổ chút mới nhá. Thì hôm nay là mình là nhờ được anh bác sĩ này của y sĩ dược sĩ đấy. Vì những cái thuốc men là mình cũng không dám làm liều, là phải nhờ bác sĩ y sĩ đến là hướng dẫn cho tất cả người dân, là người lớn bố mẹ đấy, là sử dụng thuốc cái nào và dùng vào giờ nào bao nhiêu liều lượng bao nhiêu tùy theo độ tuổi đấy. Thì mình nhờ anh bác ấy đi thì mình cũng sẽ gửi tiền bồi trường mọi người nhé. Chứ không phải là nhờ thế này đâu. Là tỷ rồi, mình chở anh ấy về, mình sẽ gửi luôn. Đấy, và video hôm nay thì anh em mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video hay, video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ, và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Cao Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ mình có thêm động lực, cũng như là để giúp đỡ người dân, các em nhỏ mồ côi miền núi Châu Phi nha mọi người. Chào các bạn.